Huy xin chào cả nhà. Bởi lâu nay cũng không có cái gì mới mẻ cho nên với lại bận bịu công việc quá cho nên mình cũng không có làm những cái video để mà chia sẻ về cái hiểu biết về những cái mình vừa sưu tầm được, về những thứ mà mình học được trên cái công việc của mình. Lúc mà mình đi đây đi đó mình học hỏi được thêm. Từ đầu tháng 6 đến giờ thì nó có cái gọi là Office 2021 và cái Windows 11. Tới bây giờ thì cũng chưa ai biết nó nhìn ra sao ngoài ngoại trừ nhìn trên mạng. Thì hôm nay Huy muốn thử cài nó lên một cái virtual machine để coi coi nó ra sao. Ở đây thì Huy đã có sẵn của ngày 20 đây. Huy coi coi nó ra sao. Microsoft Windows, Windows 10. Thôi để tên nó Windows 10 luôn đi. Win 11. Cho nó 60 GB. Huy coi thử. Control đây, như các bạn nhìn thấy, đây là cái Windows 10. Để mình coi mình làm lớn nó ra không biết được hay không, còn mình chiếu ở giữa cho các bạn nhìn thấy. Mình chọn bàn phím tiếng Đức để một lát nó dễ làm việc hơn, và mình install nó. Ở đây thì mình không có key, mình cho nó chạy tiếp. Mình thì thích xài mấy cái mà workstation hơn, nó có nhiều chức năng hơn. Còn Pro N là có nghĩa là no media player, tại sau này media player cũng có thể là nó tách ra riêng để mà nó buôn bán cái player đó, cho nên sau này Windows có cái Windows N, nghĩa là no media player. Trong này mình tạo một cái partition để mà mình set up cái Windows. Rồi sau khi xong mình sẽ chia sẻ có cái Windows nó nhìn ra sao. Tại vì cái video này mình làm là mình chia sẻ thật chứ không phải là mình cắt với ráp nha, cho nên mình không có tua nhanh tua lẹ gì hết. Có những người họ nói ngồi đợi mấy này cũng mình có thể tua qua cho nó chậm 100% đi này nọ, chờ đợi cũng hơi lâu một tí, nhưng mà các bạn có thể tự tua được, tại vì có nhiều bạn muốn coi được từng bước và từng bước một để coi nó chạy 100% nó sẽ ra sao, ok, tốc độ nó nhanh hay chậm. Chứ bây giờ mà tua qua thì mình cũng có thể làm trong vòng 1 giây nó cài xong Windows.
đến lúc mà các bạn cài mất 1 tiếng đồng hồ thì có phải là mình nói không đúng sự thật không? Ok, bây giờ nó đã xong thì mình restart lại cái máy. Để coi nó vô Windows nó sẽ ra sao. Ngày đầu Windows nó rất là đẹp. Ok, sau khi xong thì nó restart lại. Restart lại. Rồi nó vào Windows. Nó tìm driver. Thì cái đó là cũng giống như Windows 8, Windows 10. Đây là những cái sound của cái Windows mới. Đây là Windows 8. Thì ở đây mình chọn mình có thể chọn cái quốc gia của mình là Germany. Mình chọn Germany. Đây là mình chọn bàn phím Germany luôn, German luôn. Đây. Skip. Không có xài cái bàn phím thứ hai. Có nghĩa là tiếng Anh. Check for updates. Setup work school personal use. Đây thì mình không có muốn xài cái email, mình muốn xài offline. Muốn xài offline. Đây, J Nguyễn Data. Không cần password. Mình cũng reset hết cũng giống như là cái Windows 10 kia. Cho nó thoải mái đi. Ok. Như các bạn ở đây cũng đã thấy Windows đã xong. Okay. Windows đã xong.
Ở đây có những cái feature mới nha. Nó nằm thẳng trên cái desktop mình luôn. Cái start thì nó sẽ nhìn kiểu khác. Coi như là đã bỏ nút start rồi. Ok. Đã bỏ nút start rồi. Còn tất cả ở đây như cái App Store cái App Store rồi cái Microsoft Edge. Đó, như các bạn ở đây đã thấy hết nha. Cái folder nhìn thật sự mà nói nó dịu dàng, nó mát mắt hơn. Nghe nó dịu dàng, nó mát mắt hơn. Nhưng mà cái bây giờ mình muốn tìm hiểu là cái về phần âm thanh, về cái livestream, về những cái software cũ của Win 10 có xài được hay không. Thì những cái bước đó mình sẽ chia sẻ trong những cái video kế tiếp. Tại vì hiện tại bây giờ mình không có muốn, mình chỉ share có 60 GB cho cái Windows này thôi. Cho nên mình không thể nào mà cài đặt những cái chương trình nặng hơn vô cái máy, vô cái Windows 11 chứ không phải là vô cái máy, vô cái Windows 11 này. Ok. Đó, như các bạn ở đây thấy Microsoft Edge nha. Ở đây cũng tìm kiếm. Tìm kiếm nó đã bỏ đi cái nút start. Cái nút start ở bên trái là đã bỏ đi rồi. Ok. Cái nút start bây giờ nằm ở giữa chung với lại những cái mà future hồi xưa đó, như hide Windows, hide desktop, hide task view. Ok, thêm một cái desktop nữa mình có thể chia sẻ nhiều màn hình đó, như màn hình mình đang làm việc cái này, màn hình kia mình đang làm việc cái kia, mình có thể chia sẻ 1.000 cái màn hình khác nhau. Còn đây là cái Windows dashboard, nhưng mà mấy cái này là phải đăng ký để mà xài, đăng ký với Microsoft nha. Đó thì mình thấy cái này cũng được. Được. Bây giờ mình muốn coi thử ở trong này, right click cũng giống như là cái nút start á hồi xưa. Thì trong này cũng có device manager. Ok, cũng có device manager. Có nghĩa là hiện tại mình đang lấy hai hai core của cái i7 ra để mình i9 để mình xài. Mình cũng không có xài cảm ơn này nọ, tại vì cái này là cái virtual machine. Okay. Có nghĩa là mình cài đặt cái Windows trên cái Windows của mình đang đang xài hiện tại để mà mình capture được với lại thu hình được cái Windows này cho các bạn nhìn thấy để các bạn biết nó ra sao. Okay. Còn cũng là right click, trong này nó có cái system về về cái Windows. Okay. Apps and Future nó cũng như xưa. Control panel. Control panel để coi coi nó cũng còn như xưa. Đây nó cũng còn như xưa. Rồi trong này vào xem cái system. Các bạn ở đây nhìn thấy. Đây là cái Windows 10 1. Ok. Đây là Windows 11. Nhìn mình cảm thấy nhìn nó nhẹ nhàng hơn, nó êm dịu hơn, nhìn nó êm dịu hơn. Rồi ở đây cũng có thể chỉnh sửa graphic, hầu như là nó mình thấy nó cũng không có gì khác biệt hết ngoài cái gọi là cái thêm mình cũng chưa thấy cái gì gọi là khác biệt, có lẽ là mình chưa chưa coi hết. Ok, có những cái khác biệt là thí dụ như trên cái view Windows mình muốn để cho nó nằm ngang nằm ngửa này nọ, hay là nằm dọc, hay là để nó bên phải bên trái, nó lại thêm cái chức năng đó. Nghe, nó lại thêm cái chức năng đó. Để mình vào mạng mình thử coi. Google.com. Google.com. Facebook.com. Cũng vô được bình thường hết tất cả. Cũng nhanh cũng mượt. Chrome download.
Cái âm thanh nó nghe nghe em. Cái âm thanh nó nghe em. Dĩ nhiên cái này chỉ là cái virtual machine, mình chỉ có share vài gig RAM, vài chục gig hard drive và một hai core thôi. Để cho nó chạy trên màn hình thôi. Chứ cái này mà nãy nếu mà để mà chạy hết tốc độ này nọ để mà mình chia sẻ thì mình nghĩ nó sẽ khác nữa. Ok. Nếu mà mình cài cài đàng hoàng chứ không phải cài qua cái virtual machine. Nhưng mà nếu mà cài đàng hoàng, trong lúc cài đàng hoàng không lẽ cầm cái camera chiếu vô cái màn hình để cho các bạn xem đúng không? Mình muốn các bạn nhìn thấy từng bước một. Cho nên cái video này mình chia sẻ vậy là mình nghĩ là ok. Còn những cái feature mới, những cái chức năng mới mẻ của nó thì mình sẽ tìm hiểu và một ngày nào đó thì mình cũng sẽ livestream bằng cái hay là thu âm thu hình bằng cái Windows 11 này. Sau đó có cái gì mà có bugs, có lỗi hay là có những cái feature mà không hay, không bằng cái Win 10 mình cũng sẽ chia sẻ để mà mình so sánh để các bạn nhìn thấy. Mình không biết được là nó có những cái driver cho những cái sound card mình đang xài hay không. Nhưng mà nếu có hay không thì một là cái hãng Creative mà mình đang xài nó phải chịu trách nhiệm cái update đó. Còn hai là Huy sẽ edit lại cái driver để cho Windows 11. Ok. Nói chung là những ai mà đang xài Creative mà đã được Huy support thì những cái chuyện mà Windows 11 hay là những cái chuyện mà Office 21 này nọ thì cũng không cần ngại gì hết. Những cái đó Huy cũng sẽ support tiếp nha. Tránh cái tình trạng mà Windows nó update rồi mình lại không xài được nữa. Ok. Tại vì trong công việc mình là người có trách nhiệm. Huy xin ngừng cái video tại đây. Chúc cho các bạn có một ngày online sinh hoạt thật là vui vẻ nha. Ok, Huy xin chào cả nhà.